Mark ơi, cái này có buffet không? Mày chỉ cả buffet bên này đây này. Bên đây. 20k. Sắp sắp rồi này, sắp rồi. Sắp rồi. Sắp. Sắp rồi. Sắp rồi. À, đây đây, 19k này. Sắp rồi. Sắp. Sắp rồi. Sắp lên. 20k. Quá cho kỷ lục luôn. Đẳng sức cấp. 20k6 rồi. 20k6 luôn. Ui giời. Thank you mọi người. Follow cho xin một cái chứ. Đây là nick mới của má đệ đây. 22 rồi. Ngày trước mất một nick là 1.500.000 follow. Bây giờ nick này mới được có 100+ follow. 22 Em cảm ơn tất cả mọi người đã tặng quà cho em ạ. Cái kia nó tắt lại đi. Ui. Mình đang 23.000 xem cái phố. Ui sắp. Sắp 23 rồi đấy. Em như như kiểu người ta vào xem nhiều này. Em cảm ơn chị Như Lời ạ, à, em cảm ơn chị. Em hay xem video của chị Như Lời lắm ạ. Anh Nhâm ơi, tắt được rồi kìa, nó kêu rồi kìa. 23k rồi. Cứ cứ tình hình này nhá. Cứ tình hình này lên 30k luôn. Đấy. Đi đây vào. Dễ lắm. Đi đây. Thật đấy, mọi người xem này. Chuẩn bị 30k người đang xem này. Mọi người thả tim cho lên nào. 30k người xem đi. Mấy cả lên 1 triệu lượt thích đi mọi người ơi. Cảm ơn cả mọi người. Sao nhiều người xin lên đấy nhở? Nhiều người xin lên đấy nhở? Ui, lại tụt rồi. Lại tụt xuống 21k rồi. Kinh khủng không? 23k mới luôn đấy. Kinh khủng nhất luôn. Cô uống 19k 3 rồi. Mọi người tiện mọi người, follow link mà để cho mọi người. Đi PK mà để á, ok, tăng nhiều mắt này. Mọi người à, mọi người chia sẻ cho lên 20k mắt lại đi. Đi PK, khe, mấy idol trên TikTok. 1 triệu ca thích, ok đấy. Sao lại ok? 624k rồi kìa. Chắc, mọi người thả tim cho lên 1 triệu ca thích đi mọi người ơi. Cảm ơn cả mọi người. Ngon quá. Tự nhiên người xem nhiều đấy, mình bắt đầu ăn cái người lộ ngon đấy. Bố ra rồi. Mau đi đủ bỏ rồi. Đây là vợ của Mã Đại Ca mà. Với cả đây là con của Mã Đại Ca mà. Tam đệ đấy. Em cảm ơn anh Vũ Công Chi đã tặng em hôm ạ. Cảm ơn anh Bướng Nhất Nhà. Cảm ơn anh Kiệt Phạm ạ. À, người ta bảo là thank you mọi người. Người ta bảo là quay mặt em bé này bị thương. Phải không? Người ta bảo thế mới được ạ. Quay mặt em bảo. Quay lưng. Ô, nó rất đói quá mọi người thông cảm nhé. Mà để đang ăn chúng mình lộn. Mọi người bấm tay cho mà để lên 1 triệu lượt thích đi. Để lập kỷ lục luôn mọi người ạ. Đó là được